đình chúng con cũng được biết thầy khoảng vài chục năm nay, cho nên là cái tình thân mà giữa gia đình chúng con và thầy Linh Tươi phải nói rằng rất là gắn bó. Và trong mùa Vu Lan báo hiếu này thì em con Đạt Phương cũng về Việt Nam và đến chùa thắp nhang cho Phật, và cũng được thầy cúng cơm và tụng niệm cho mẹ con trong ngày hôm nay, cũng trong mùa Vu Lan báo hiếu. Thì để thay mặt gia đình của chúng con và thay mặt những anh chị em xin gửi đến thầy Linh Tươi lời biết ơn chân thành, và cũng mong cho mùa Vu Lan báo hiếu thầy được thân tâm an lạc. Và trong buổi giao lưu mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay, con thì không có biết hát cải lương và cũng hát đại thôi. Còn tân nhạc thì con biết hát nhưng mà không có đàn, thì con xin hát một cái trích đoạn của Hoa Mộc Lan Tầm Trinh. Em cảm thấy đã yêu người tha thiết, nó vô tình có biết được hay chăng? Như quân nơi hay hàng gặp lại vết thương lòng, và ôi một người
Cảm ơn anh chị, cảm ơn thầy. Một ngày người khán giả lên đồ thì hát câu nữa hát được hát nữa không? Cảm ơn thầy.